Xin mời hội thi hãy đến với dân tộc Dao của Hà Giang. Dân tộc Dao là dân tộc cư trú chủ yếu ở các huyện Bắc Quang, Du Phì, Xín Mần. Người Dao có nếp nhà sàn, nửa nhà đất, nửa sàn, nửa đất. Dân tộc Dao có một nền văn hóa rất phong phú và đậm đà bản sắc, phản ánh nhiều lĩnh vực của đời sống. Ca hát và sáng tác thơ là nhu cầu sinh hoạt văn nghệ phổ biến của người Dao. Nhạc cụ dân tộc của người Dao chủ yếu được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, cùng có trống, thanh la, trung nhuệ, chuông nhạc và dù bà. Ngoài ra, người Dao còn có các loại nhạc cụ khác như nhị, sáo, đàn môi. Vào lễ hội, người Dao thường tổ chức nghỉ ngưỡng. Phẩm chuyện nhà xeo mẩy qua phần thể hiện của các em học sinh đến từ trường tiểu học Kim Đồng. Xin mời các em. Okay.
mỏi hết cả cái chân. Ôi, đúng là cái thành phố có khác, nhà nào cũng to, đẹp, người thì đông, không như cái bản mình đi cả ngày đường gặp mỗi cái thằng A Báo. À, cái trường của con xeo mẩy nó ở đâu ấy nhỉ? Mình nhớ là hình như nó ở cái chỗ con nhô nhô này thì phải. À, các cháu đây rồi. Các cháu cho tao hỏi cái trường tiểu học Kim Đồng nó ở đâu ấy nhỉ? Dạ, bác hỏi trường tiểu học Kim Đồng của trường cháu ấy ạ. Trường cháu ngay kia bác ạ. Ây da, mày quá. Các cháu học ở đây có biết con xeo mày không? Lớp 5A1 ấy. Dạ có ạ. Bạn đấy đang tập văn nghệ trường cháu đấy ạ. Vậy các cháu dẫn tao tới đó được không? Dạ được chú ạ. Chúng cháu cũng đang đến trường để tập văn nghệ đây ạ. Ồ, vậy thì tốt rồi. Thế thì cháu mở ra như lần này. Chú nghe chào cô ạ. À. Dạ, chào bác, cô chào các em. Dạ, đây là cô giáo của chúng cháu đấy ạ. Cô giáo đang tập văn nghệ cho chúng cháu. Vậy hả? Chào cô gió. Đúng là cái cô gió thành phố cô khác. Vừa đẹp người, già lại trắng như bông hoa trên bàn ấy. Dạ bác là. À, tao là bố con xeo mẩy lớp 5A1. Hôm nay xuống thành phố để xem nó giao lưu cái gì. Olympic ấy. Dạ Olympic bác ạ. Ừ, mà nó đâu cô giáo nhỉ? Dạ xeo mẩy đang xuống mà chắc sắp đến rồi đấy bác ạ. À, Tu Chí, con chào Tu Chí, con chào cô, chào các bạn. Ây da, Tu Chí chào con. Mày có nhớ Tu Chí không? Tu nỉa ở nhà nhớ mày quá. Mà học được nhiều cái chữ chưa? Con cũng nhớ Tu Chí, Tu nỉa lắm. Ở đây con học được rất nhiều cái chữ rồi. Tu Chí à, con còn được tham gia văn nghệ cùng các bạn. Chúng con đang tập đây. Ồ, vậy thì tốt rồi. Vậy các con, chúng mày tập đi Tu Chí xem với. Vâng, mời bác xem xeo mẩy cùng các bạn tập luyện. Nào các em và đội hình để chúng ta còn tập luyện. Được
nó giải thích thế thì tao hiểu rồi, tao về sẽ không đốt rừng làm nương. Nhưng cái cô giáo có thể nói rõ cho tao cách giữ gìn bản sắc dân tộc không? Tư Chí ơi, giữ gìn bản sắc dân tộc là giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc mình. Như Tư Chí đã dạy con, điệu múa khèn gọi xuân về, người Dao thì có lễ hội nhảy lửa, người Tày thì có lễ hội lồng tồng. Tư Chí hãy nhìn xem những gian hàng với những nông sản của quê mình đó, như ngô, khoai, sắn, cơm lam, bánh dày, tất cả đã dệt nên nét đẹp riêng biệt của Hà Giang quê ta đấy. Giỏi lắm con gái, đúng là cho xuống thành phố học được cái chữ có khác, cái đầu cũng sáng ra rồi. Đây, tao có ít ngô, ít sắn tặng cô giáo và các cháu, mang đi mà luộc ăn cho no cái bụng và thi cho tốt. Chúng cháu cảm ơn ạ. Vâng, kính thưa quý vị, dù trường mới thành lập, song với định hướng của ngành giáo dục, với mỗi cố gắng của các thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh, trường tiểu học Kim Đồng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với phương châm trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Hà Giang đặt nền vững chắc, xây dựng tương lai. Chúc buổi giao lưu thành công tốt đẹp. Chúc mừng các em học sinh trường tiểu học Kim Đồng đã hoàn thành xong phần giao lưu của mình. Tiếp theo là phần giao lưu giới thiệu văn hóa dân tộc Tày Dao qua phần thể hiện của các em học sinh trường tiểu học Phương Độ. Kính thưa ban giám khảo, thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, đến với ngày hội giao lưu em yêu tiếng Việt, toán và truyền thống văn hóa các dân tộc hôm nay, lời đầu tiên cho phép em thay mặt các bạn học sinh trường tiểu học Phương Độ gửi đến quý vị đại biểu, ban giám khảo, các thầy cô và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội thi thành công! Màn giao lưu chào hỏi của chúng em xin phép được bắt đầu. Bông nào đẹp, bông nào xinh, em đến thăm cô tung cánh hoa ra chào. Linh ơi, bọn tớ đến đội này. Chào hai bạn. Ôi ơi, mà sao hôm nay hai bà nhà ta bắt tôi mặc cái gì mà đen xì tới om như thế này? Nhìn nó cứ không đẹp làm sao ấy. Nó có cái gì đấy? Có cái gì đây? Nó sai sai. Ừ, cái cậu này. Ấy ấy, đừng nóng Linh ơi. Trọng, bạn không nên nói thế. Để tớ nói cho bạn hiểu này, trang phục mà chúng mình đang mặc là trang phục truyền thống của dân tộc chúng ta. Cậu không thấy các thầy cô luôn dạy chúng mình là phải gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc hay sao? Tớ xin lỗi cậu, nhưng mà dân tộc mình thì có gì hay nhỉ? Cái cậu này thật là... Vậy tớ hỏi cậu, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Ơ, ở dưới mà không hỏi. Tớ với cậu cùng một lớp, đương nhiên là đã được 10 cái xuân xanh rồi. Này, chỉ còn 2 năm nữa là đã được coi là người đàn ông trưởng thành rồi đấy. Cứ liệu mà học hành, cư xử cho phải phép nghe chưa? Ái chà, hoài nhỉ. Cậu nói tớ mới nhớ, từ năm 12 tuổi, tớ sẽ được gia đình và dân làng tổ chức cho nghi lễ cấp sắc. Lễ cấp sắc là tín ngưỡng văn hóa dân gian của dân tộc Dao. Đây là một nghi lễ đặc sắc mang tính giáo dục cao, nhất là giáo dục người đàn ông Dao rằng từ nay họ đã được coi là người trưởng thành, phải sống có trách nhiệm với gia đình, kính trọng yêu thương ông bà cha mẹ, sống hòa thuận với họ hàng làng xóm. Nghi lễ cấp sắc thường được tổ chức vào tháng 11, tháng 12 hoặc tháng riêng âm lịch hàng năm vì đây là thời gian rảnh rỗi trong năm. Độ tuổi để làm lễ cấp sắc, giao đỏ, giao tiền là từ
12 đến 30 tuổi, có khi là đến già. Còn người da áo dài thì từ 11 đến